Tối qua tại Quảng Ngãi đã diễn ra vòng chung kết giải sao Mai 2022 khu vực miền Trung Tây Nguyên. Lần đầu tiên giải sao Mai đến với Quảng Ngãi cùng sự tham dự của 18 thí sinh. Đến dự xem đêm chung kết có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng cùng đông đảo khán giả Quảng Ngãi. 18 thí sinh trong đêm thi cuối giải sao Mai năm 2022 khu vực miền Trung Tây Nguyên dự thi ở 3 phong cách: âm nhạc dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ. Mỗi thí sinh chỉ hát một bài và được ban giám khảo chấm điểm. Lý do để em đăng ký thi khu vực miền Trung là em thứ nhất là em muốn thử sức là một trong phần thi của mình, nhưng mà em cũng muốn được đến với mảnh đất miền Trung và muốn được đến các danh lam thắng cảnh của miền Trung ạ. Ra đời từ năm 1997 với tên gọi ban đầu là Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc, đến nay cuộc thi sao Mai vẫn luôn giữ được uy tín và tạo dấu ấn riêng biệt, được đánh giá là một trong những cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát nghiêm túc, đúng nghĩa và chuyên nghiệp. Hàng loạt những giọng ca nổi tiếng bước ra từ cuộc thi sao Mai đã khẳng định chất lượng của cuộc thi. Cuộc thi sao Mai năm nay được khởi động từ tháng 5 năm 2022 và nhận được hàng ngàn hồ sơ tham dự. Trong số 18 thí sinh ở đêm thi cuối khu vực miền Trung Tây Nguyên, có 2 thí sinh đến từ Quảng Ngãi. Đây là cái lần mà lên sân khấu mà đáng nhớ nhất trong những cái tháng ngày mà em đi hát. Bởi vì em được về tại chính quê hương của mình, được hát cho gia đình, cho những người thân yêu của mình tại Quảng Ngãi, thì điều đó em cảm thấy nó rất là thiêng liêng và em cảm thấy rất là hạnh phúc vì điều đó. Sau một năm trì hoãn do dịch bệnh, lần này trở lại, ban tổ chức giải sao Mai mong muốn mang lại cho khán giả những màu sắc mới, ấn tượng khó quên. Lần đầu tiên giải sao Mai đến với Quảng Ngãi và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi mong muốn sẽ tiếp tục có những sự kiện sân chơi mang tầm quốc gia được tổ chức tại tỉnh. Các cái sự kiện lớn mang tầm quốc gia đến Quảng Ngãi để tìm hiểu với địa danh, con người Quảng Ngãi, chúng tôi rất là nhiều cái điểm đến mà chúng tôi đang phát huy và mong muốn các bạn, các du khách đến với Quảng Ngãi chúng tôi. Kết thúc đêm thi, 3 thí sinh có điểm số cao nhất đã được chọn đại diện cho khu vực miền Trung Tây Nguyên dự vòng chung kết sao Mai tổ chức tại thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Đó là thí sinh Đặng Thị Thùy Dương đến từ Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Thu Lương đến từ Hải Phòng và Hồ Văn Cảnh đến từ Quảng Bình. Khán giả Quảng Ngãi đã có một đêm thưởng thức âm nhạc thật trọn vẹn. Và những cảm xúc này sẽ được tiếp nối trong đêm gala chào mừng thành công giải sao Mai năm 2022 khu vực miền Trung Tây Nguyên diễn ra tại Lý Sơn vào ngày 7 tháng 8 tới.